Xin chào các bạn, hôm nay ta đi Hà xin giới thiệu tới các bạn nhà xe Hà Sơn Hải Vân. Thương hiệu Hà Sơn Hải Vân được thành lập trên cơ sở sáp nhập giữa hai doanh nghiệp hàng đầu về vận tải miền Bắc là công ty cổ phần vận tải và du lịch Hà Sơn và công ty liên doanh vận chuyển quốc tế Hải Vân. Với truyền thống nhiều năm kinh doanh trong lĩnh vực vận chuyển hành khách bằng taxi và xe khách chất lượng cao, riêng tuyến Hà Nội Lào Cai Sapa mỗi ngày có khoảng 50 chuyến xe đi và về trong ngày, Hà Sơn Hải Vân trở thành hãng xe lớn nhất với hơn 50% thị phần toàn tuyến. Với tần suất dày đặc 30 phút một chuyến từ 5 giờ 30 phút sáng đến 23 giờ 30 phút đêm, mang đến sự lựa chọn cực kỳ linh hoạt về thời gian cho quý khách. Hà Sơn Hải Vân có 3 dòng xe chính là giường nằm Super VIP 20 cabin đơn Royal mang phong cách và đẳng cấp hoàng gia, dòng VIP VIP 36 chỗ nhanh và VIP thường 44 chỗ, dòng Super VIP và VIP nhanh dành cho khách VIP với thời gian chỉ còn 3 giờ 45 phút cho hành trình Hà Nội Lào Cai hoặc ngược lại, chỉ đón trả tại hai đầu Hà Nội và Lào Cai, và dòng VIP thường đón trả tại nhiều điểm dừng nghỉ của nhà xe. Tất cả các xe đều có giường đệm êm ái và có đầy đủ tiện nghi, TV, Wi-Fi, điều hòa, khăn lạnh, nước uống giúp bạn thoải mái trên cả hành trình. Với phương châm chuyên nghiệp, nhiệt tình, trung thực và đặt tiêu chí an toàn lên hàng đầu, Hà Sơn Hải Vân sẽ đáp ứng nhu cầu di chuyển của bạn một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Ngoài các bến chính như Gia Lâm, Giáp Bát, Mỹ Đình, Yên Nghĩa và các văn phòng đại diện, Hà Sơn Hải Vân là hãng duy nhất có hỗ trợ đón trả tại nhà ở trung tâm Hà Nội và thành phố Lào Cai, Sapa, hỗ trợ đón trả miễn phí tại sảnh sân bay Nội Bài. Đặc biệt, Hà Sơn Hải Vân là một trong những hãng xe hiện nay trên tuyến Hà Nội Lào Cai Sapa cho phép đặt trước chính xác vị trí giường nằm của bạn. Hà Sơn Hải Vân cũng là hãng áp dụng các mức giá cụ thể khác nhau từ 100.000, 120.000, 200.000, 210.000, 240.000 theo từng chặng đường cụ thể. Và hàng ngày có thêm 2 chuyến xe xuất phát từ Hà Tĩnh, Hòa Bình đi Lào Cai và ngược lại, 1 chuyến xe Hà Nội Bắc Hà xuất phát từ Mỹ Đình. Sau một thời gian dài chuẩn bị chính thức ngày 18 tháng 3 năm 2018, Hà Sơn Hải Vân tổ chức lễ khai trương ra mắt sản phẩm Royal ở 20 khoang giường siêu VIP phục vụ người dân và du khách đi lại trên tuyến Hà Nội Lào Cai Sapa. Nội thất xe được thiết kế sang trọng, tinh tế đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với những hãng xe khác hiện có trên thị trường. Mỗi hành khách được bố trí trên một khoang giường nằm riêng biệt, có rèm che để ngăn cách với lối đi và giường bên cạnh, tạo sự riêng tư cho hành khách. Do giảm từ 44 xuống còn 20 giường, nên kích thước giường lớn hơn, còn 2 luồng thay vì 3 luồng như xe thông thường, dài 1,8m rộng 0,9m, giường nệm nằm trên một mặt phẳng giúp khắc phục tình trạng mỏi lưng, cổ cho hành khách, gối và nệm dùng bằng chất liệu lông vũ tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao, do vậy hành khách sẽ được trải nghiệm cảm giác thư giãn thoải mái. Ngoài ra, trong mỗi khoang còn được bố trí nhiều trang thiết bị hiện đại để hành khách có thể giải trí trong suốt chuyến đi như màn hình LCD 17 inch cùng ổ cứng 500GB nhiều nội dung chuẩn HD, tai nghe chất lượng cao, cổng sạc điện thoại, đèn đọc sách và mạng Wi-Fi mạnh. Khi sử dụng dịch vụ xe Royal ở siêu VIP, hành khách sẽ được xe trung chuyển đưa đón tận nhà tại Lào Cai và Sapa, được sử dụng phòng chờ hạng thương gia với không gian sang trọng, lịch sự và thư giãn. Đặc biệt, hành khách sẽ được phục vụ ăn nhẹ cà phê, trà, sữa, bánh ngọt, miễn phí tại phòng chờ. Lịch trình, giá vé, thời gian xuất phát của xe Hà Sơn Hải Vân như sau. Hà Nội Lào Cai 230.000 đồng một vé, 40 đến 50 chuyến trên ngày, từ 6 giờ 0 phút 23 giờ 0 phút. Lào Cai Hà Nội 230.000 đồng một vé, 40 đến 50 chuyến trên ngày từ 6 giờ 23 giờ. Hà Nội Sapa 260.000 đồng một vé, 8 đến 10 chuyến trên ngày từ 5 giờ 15 phút, 23 giờ 30 phút. Sapa Hà Nội 240.000 đồng một vé, 8 đến 10 chuyến trên ngày từ 7 giờ 30 phút 23 giờ 30 phút. Tất cả các xe Hà Sơn Hải Vân chạy hàng ngày đều chạy đường cao tốc đều có đón trả khách tại điểm phòng chờ của hãng chạy dọc theo đường cao tốc. Văn phòng điểm đón khách tại các đầu bến của hãng xe Hà Sơn Hải Vân. Bến xe Gia Lâm, Mỹ Đình, Yên Nghĩa, 677 Giải Phóng Hà Nội. Văn phòng Mỹ Đình, tòa nhà 12, Trần Bình, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Hoặc 270 Nguyễn Hoàng cách đường Phạm Hùng 500 gần với ngã tư Cát Bi Trần Bình cùng phía bến xe Mỹ Đình. Văn phòng Lào Cai, bến xe trung tâm Lào Cai, tổ 19 Trần Bình Minh, Lào Cai. Văn phòng Sapa, bến xe Sapa, bến xe Bắc Hà. Giá vé mở cửa đồng hồ 100.000 đồng, áp dụng cho xe dừng nằm thường. Tổng đài đặt vé xe Hà Sơn Hải Vân, 1900-6776. Đây là kênh ta đi Hà, cảm ơn bạn đã xem video. Nhớ like, share và subscribe nhé.